quý vị, để rộng đường dư luận và gửi thông điệp cảnh tỉnh đến với người bệnh nói riêng và người dân trong nước, cùng kiều bào nước ngoài nói chung, sau 2 tuần chính thức lên tiếng tố cáo việc ông Võ Hoàng Yên lợi dụng danh nghĩa lương y để trục lợi cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiều ngày 16 tháng 3, 2021, tại khu du lịch Đại Nam, Bình Dương, vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, tức Dũng Lò Vôi, cùng CEO Nguyễn Phương Hằng đã tổ chức buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông. Buổi gặp gỡ và trao đổi nhiều câu hỏi thắc mắc của người dân, báo chí đã được vợ chồng ông Dũng Lò Vôi giải đáp tâm sự thấu tình đạt lý, khiến nhiều người tâm đắc và dành sự ủng hộ cho hành động dũng cảm, dám đấu tranh bảo vệ sự thật, bảo vệ những người bệnh, người nghèo, những người chịu nhiều thiệt thòi bởi sự kém may mắn trong cuộc sống. Xin đưa câu hỏi của anh Lâm, tôi xin đề mặt cho bà xã tôi sẽ trả lời câu này. Tôi từ hồi xưa giờ tôi làm cái gì mà lẽ phải á, thì tôi cứ đi tìm sự thật, và đến giờ này cũng được lột trần về sự thật này ra trước công chúng rồi, và chúng ta không bị ngộ nhận nữa. Và nói danh là ngay cả ở đất nước Việt Nam, mà ngay cả một cái quốc gia mà có một cái nền y học tiên tiến như Mỹ, có một luật lệ rất là chặt chẽ, mà họ còn vẫn qua tại Mỹ, vẫn múa được ở tại nước Mỹ và vẫn điều trị ở nước Mỹ. Và tôi có coi một cái clip á, mà hình như của bên Anh phỏng vấn là kể cả chết người nữa, chết một người của một cái em à, mà con của chị Lộc gì đó, mà tôi thấy anh đưa lên trên TV của anh, thì phải nói đó là đây là một cái tay rất là, tôi đã từng gọi là, tôi dùng cái từ á, là mặt dày tâm đen, dày đến nỗi mà gọi là vô hình, mà đen đến nỗi vô sắc. Và hôm trước tôi có nói một cái câu hay đùa, sau này có bầu một ông thánh mà thánh lừa, hay là ông tổ của ngành lừa đảo, mà để cái ngành này sau này người ta cúng tổ, thì tôi nghĩ chắc là cũng nên nhận cái nhân vật này để làm ông tổ. Vì người ta lừa hết được các cái cơ quan, các cái cơ quan từ truyền thông, ngay cả ở bên đó, tôi thấy ở bên Mỹ cũng đưa những cái clip đó, mà phải nói là rất là xảo thực, cũng ca ngợi ngay giữa những bác sĩ một cái nền y học như thế. Thì tôi nghĩ rằng ở đây là chẳng xảo thực, chứ không ai đi bảo vệ của một cái tên lừa đảo như thế hết. Tôi dám chắc rằng ngành y tế nhiều lúc chúng ta cũng ưa bị ngộ nhận, rồi xúm nhau, rồi là ỷ lại, rồi là chứ còn nếu mà ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, ở bên Mỹ cũng vậy, mà chữa bệnh như thế, ở nước Mỹ thì anh ít nhất cũng phải trình được giấy tờ dù như thế đó, nhưng mà họ qua mặt luôn. Tôi thấy chữa Mỹ nào là ở Houston nè, ở Úc nè, rồi ở Việt Nam nè, nhiều lắm, rất là nhiều nơi, mà kể cả là gây hậu quả nghiêm trọng, kể cả gây chết người ở bên Mỹ. Và anh đã trực tiếp phỏng vấn việc đó, mà anh thấy họ vẫn thoát thân. Thì tôi nghĩ rằng á, ví dụ như cái câu hỏi của anh thì có thể cho rằng á, là ở Việt Nam thì có thể giờ thế lập, nhưng mà ở Mỹ cũng đi học như thế, một cái luật lệ như thế mà thay này vẫn qua mặt được đó, thành ra kể cả một cũng đã từng khen ông Võ Hoàng Yên và ông thị trưởng ở Mỹ. Tất cả chúng ta bị gọi là ăn quả lừa hết, kể cả cộng đồng, kể cả truyền thông, mà ngay cả vợ chồng tôi, chứ đừng nói tới là những người, phải nói là những bà mẹ, những người nghèo khổ, rồi là kể cả những anh em Việt Kiều ở bên đó, rồi tất cả chúng ta đều bị ngộ nhận và đều bị coi như lầm và bị lừa hết. Đó, nên đó là tôi chưa nghĩ đến chuyện một thế lực nào, thế lực nào có thể mà gọi là bao che cho Võ Hoàng Yên mà từ Việt Nam mà qua tới Mỹ. Hay là coi như là trên quốc tế này, thì chắc là tôi nghĩ là không có đâu, không có thể nào mà lại nghĩ là làm được cái việc đó tại nước Mỹ, hay làm được cái việc đó ở nước Úc và châu Âu. Thì nhân cái câu chuyện này thì tôi cũng xin lặp lại một lần nữa để cho quý vị hiểu rõ hơn là tại sao tất cả chúng ta đều là nạn nhân của ông Võ Hoàng Yên, nhưng không ai dám đụng chạm. Tất cả những gì tôi nói là sự thật, bởi vì ông Võ Hoàng Yên luôn luôn mang thần thánh vô để đe dọa vào cái tâm hồn yếu đuối của chúng ta. Thứ nhất, thứ hai nữa là ông bảo là đụng vào ông, là đụng vào bao nhiêu bệnh nhân câm điếc bại liệt. Có nghĩa là ông đưa hai cái thế lực đó vô
để mà đối đầu với chúng ta, thì khi một người mà có một chút lương thiện nghe xong là bao giờ là mình thua, kể cả mình bị lừa cũng phải chịu thua, là bởi vì đụng vào thần thánh, đụng vào bá tánh. Đó là cái cao thủ của Võ Hoàng Yên mà tôi nhìn thấy được, mà chính tôi là nạn nhân. Ông cũng đem hai thứ đó ra, ông hù tôi, và ông đòi chết tại Đại Nam mà chết tại nhà tôi. Nhưng Nguyễn Phương Hằng tôi chơi tới cùng, quý vị thấy không? Chứ nếu tôi cũng như những người nạn nhân yếu đuối thì không có câu chuyện ngày hôm nay vỡ ra một cái trận quá là linh đình như vậy, như thế này. Cũng mang thế lực ra, thế lực tâm linh ra, cũng mang bá tánh ra hù tôi. Và quý vị thấy không, một người đến xưng thần thánh mà khi cần quỳ là vẫn quỳ, khi bò ông vẫn bò, vì ông biết rằng là đi với ai phải sử dụng những cái chiêu nào. Đó là nghệ thuật của Võ Hoàng Yên. Nhưng riêng Nguyễn Phương Hằng tôi quyết chiến tới cùng vì cộng đồng. Nếu tôi không nói việc này ra cho quý vị thì còn bao nhiêu nạn nhân tiếp tục bị ông đưa vào tường. Tôi có nói một cái status rất là vui nha quý vị. Chính ông Võ Hoàng Yên đưa tất cả bệnh nhân vào chân tường, nhưng tôi là người đi tìm chân lý. Cho nên cái chiêu của ông á, lặp đi lặp lại rất là nhiều người. Dù cho chúng ta là nạn nhân, chúng ta cũng không bao giờ dám đụng vào ông. Rất thông minh, rất thông minh, rất bài bản, rất biết lòng người như thế nào. Và khi cần ông dùng luôn vũ lực là giang hồ. Đây là một trong những cái mà sau cái câu chuyện này thì tôi cũng đề nghị cơ quan pháp luật phải vào cuộc. Không thể nào mà để cho ông lộng hành, ông dùng cả giang hồ sao đi lừa đảo người ta, không thấy hối hận, hối tiếc, không thấy một sự sám hối nào, mà lại dùng cả giang hồ uy hiếp luôn nhả những cả những người mà chuẩn bị ra tố cáo ổng, thì đây là một tội ác mà rất là khó tha thứ. Bởi vì tha thứ là một loại lương thiện, nhưng đối với Võ Hoàng Yên thì chúng ta không thể lương thiện được, đúng không quý vị? Cho nên là chúng ta đã bị lầm mà anh Dũng vừa nói rằng là không phải đất nước chúng ta mà một cái đất nước tiên tiến còn bị ổng lừa, kể cả một thị trường ở bên Mỹ còn đứng ra cầm micro khen ông Võ Hoàng Yên như vị thánh. Rồi chắc có lẽ là tôi là khắc tinh của Võ Hoàng Yên, cho nên tôi mới đối đầu với ông ấy. Không ai có thể đụng vào ông ấy được. Thứ nhất, giang hồ ông cũng có. Thứ hai, ông cũng có những thế lực của ông. Thứ ba, ông luôn đem thần thánh ra. Thứ tư là ông luôn đem bệnh nhân ra để áp đảo. Và cái quan trọng là mình không bao giờ biết ông Võ Hoàng Yên ở nơi nào để đi tìm. Ông đi khắp nơi, không ai biết ông ở nơi nào. Đây là một tổ chức lừa đảo. Dù cho quý vị có thương ghét gì tôi vẫn nói ông Yên là lừa đảo. Riêng bản thân tôi có tội Võ Hoàng Yên lừa đảo. Còn có như thế nào nữa thì sẽ lời cơ quan thứ ba sẽ trả lời trước tất cả quý vị. Và tôi cũng muốn nói thêm về chỗ anh Lâm, là qua cái câu hỏi của anh hồi nãy thì tôi cũng muốn nói tay này rất là khôn ngoan, biết che đậy và né tránh, kể cả cái chuyện chữa bệnh thôi. Cái cách tổ chức chữa bệnh á, cũng gọi tôi dùng cái chữ là chữa chạy. Tại vì với một lương y mà chân chính á, mà khi mình làm được cái nghề đó mà đặc biệt mình cứu được người, không ai đi chữa chạy kiểu đó hết. Ta định vị ở một nơi, ta thông báo cho mọi người biết ai có cái bệnh đó đến tôi chữa hết bệnh. Thấy không? Nhưng mà đây là chữa chạy. Tôi có coi một cái clip của một vị, của một nhà khoa học nằm trong Bộ Y tế, là cách đây 8-9 năm gì đó, có một cái hội nghị khoa học. Thì vị này chỉ đề nghị là về chữa cho một cái trường câm điếc ở Hà Nội hay gì ở ngoài miền Bắc, thì Võ Hoàng Yên từ chối, không chữa. Đó là trước đây, là trước đây là kể cả ngành y tế cũng không phải đồng tình hết đâu. Nhưng mà rồi đó là có những bài báo trước đây viết là phản lại cái chuyện thần thánh qua đó, nhưng mà sau đó là Võ Hoàng Yên có những cái cách sau đó dập tắt được hết, hèn nén được hết, có những cái bài báo. Nên là đây là một cái cách khôn ngoan, đó là khi chữa bệnh chữa chạy và không ai thấy và biết hiện nay Võ Hoàng Yên ở đâu và định vị ở đâu, cứ như thế là không ai biết được. Nên bây giờ là sau đó có muốn thắc mắc mình hết bệnh không, hết bệnh gì cũng không biết đâu đi tìm. Và luôn luôn cái nơi chữa bệnh là có một sự dịch chuyển và không bao giờ định vị ở một chỗ để cho người khác biết. Đó là cái khôn ngoan mà tôi đã phát hiện được cái lúc mà tôi đi An Giang đó. Là nên là bán phiếu thì bán ở
khác, nơi khác đến cái nơi chữa, mà nơi địa phương ở đó không bán phiếu. Ví dụ chữa như vừa rồi Quảng Ngãi thì Quảng Ngãi không bán phiếu đâu, nhưng mà những cái người mà đi xe du lịch biển số lạ ở các tỉnh khác từ Hà Nội vô hay là Sài Gòn ra hay là Quy Nhơn vô thì đó đó như là cái là trục lợi. Ông Võ Hoàng Yên có thực tài chữa bệnh hay không? Việc ông Yên bị nhiều người tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ăn chặn tiền cứu trợ, vẫn đang chờ vào kết luận điều tra của cơ quan chức năng. Song đến nay, sau hơn 2 tuần bị tố giác, truyền hình Pháp luật Việt Nam, báo Pháp luật Việt Nam vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ người bệnh được ông Yên chữa bệnh và bớt bệnh. Thay vào đó là sự lên tiếng tố cáo của người nhà bệnh nhân từ nhiều địa phương khác nhau. Đó, bây giờ mình cứ cho ông bằng mình chính thức mời ông Võ Hoàng Yên chữa bệnh găm điếc cho một số người và có thời gian để chứng minh đâu là đúng đâu là sai, thì đây là cuộc chơi rất công bằng, chơi văn hóa, đúng không quý vị? Và để cho công bằng nhất á, tôi nghĩ rằng á, để cho nó không bị quan, mời Võ Hoàng Yên mà phải ngành y tế mời, rồi có máy X quang, có máy CT, có máy MRI chụp hình trước và sau khi chữa và xuyên suốt. Tôi cho luôn là cái ở đây vì ở Bình Dương tôi có 102 cháu đang ở trường Câm Điếc. Không, nếu Võ Hoàng Yên chữa được 102 cháu đó nha, tôi tặng một nửa tài sản tôi cho. Thì bây giờ qua cái câu chuyện này thì mời tất cả cộng đồng lên tiếng đi. Nếu ông Võ Hoàng Yên tự xưng mình là một thần y chữa được bệnh câm điếc thì ông hãy chứng minh một lần nữa đi cho nó có sự công bằng. Đó, mình sẽ mời một số trẻ em câm điếc thật sự đến chữa vài lần luôn, không phải là một lần, để xem cái hiệu quả của ông chữa đúng hay sai trước khi mình kết tội ông ấy. Đúng không quý vị? Tôi cũng xin phép bổ sung thêm cái gì anh Dũng nói, là chị Hai nói là chính tôi là người đã đưa bệnh nhân câm điếc trong vòng 5 năm. Tôi có đưa về câm điếc có mấy người và mấy người chính thân tôi cũng bản thân tôi là chữa bệnh, ông đại diện chữa bệnh cho tôi mấy lần cũng không hết. Rồi câm điếc tôi đưa đến cũng không hết gì hết, bởi vì từ đó sao tôi thấy không dám đưa ai hết, mà trong khi đưa vô thì bị Bãi Hải là nãy ông nói Bãi Hải là thiện bổ là la nẹt tôi là làm như vậy là sai trái, từ đó tôi không dám đưa vô. Không, hiện nay là Bộ Y tế ở ngoài Quảng Ngãi đã xác định là không có rồi, nhưng mà mình phải công bằng, mình chơi cho nó công bằng, mình chơi đẹp là mình phải cho ông một lần nữa cơ hội để ông chứng minh với quý vị. Bà tôi đem một nửa tài sản, đem một nửa đặt cược luôn. Tính bản thân tôi có đi chữa cho thầy, chữa tôi mấy lần rồi, bà này cũng có chữa mấy lần mà không hết. Là bố tôi cũng dẫn người cầm điếc. Vì tôi nói thật với quý vị á, cha ông Võ Hoàng Yên nó nói với tôi á, là có đứa chữa tới 7, 8, 9 lần và có đứa 11 lần vẫn không nói được. Và hiện nay là bên Quảng Ngãi á, đã chứng minh rằng ông Võ Hoàng Yên không chữa được một ca nào. Và bây giờ mình chơi cuộc chơi công bằng thì mình mời ông lên, ông tự xưng ông là thần y chữa câm điếc nổi tiếng thánh thần, thì mình cho ông cơ hội diễn lại cho mình xem một lần nữa. Nếu đúng như vậy, vợ chồng tôi cho một nửa tài sản luôn, được không quý vị? Mình chơi sạch, chơi đẹp, chơi cho công bằng, chứ không thể lừa dối chúng ta được, vì chúng ta là những người có tử tế, có sự tôn trọng. Và ông lừa được ai? Lừa được những người thiếu hiểu biết, tin đồn, và những người ở quê nhiều hơn, là nghe đồn là đi, nghe đồn là đi. Chứ còn những cái nhà khoa học đông y, tây y, bác sĩ, họ cũng hận lắm chứ. Học cả một cuộc đời để cuối cùng để ông thằng lăng băm nó qua mặt như thế, người ta hận lắm chứ. Sau cái vụ này người ta hả hê, người ta nói với tôi rằng tất cả chúng tôi phải cảm ơn chị Hằng, nợ chị Hằng một ân tình. Ít nhất chị Hằng cũng thay mặt cho chúng tôi nói ra một cái sự thật, mà cả đời đi học làm ngành y mà không làm được gì, cuối cùng một ông thần thánh mà là qua mặt cả thế giới. Quý vị thấy công bằng quý vị? Đó, thì bây giờ tất cả chúng ta ở đây Phương Hằng tôi muốn nói gì? Hiện nay tôi đã từ chối cái số tiền đó, thì mọi người có cơ hội để đòi lại những cái gì mà đã bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo. Và mọi người cùng lên tiếng, ít nhất cái tiếng nói của chúng ta sẽ đến tay chính phủ, và họ sẽ làm thay mình cái việc này, là mời ông Võ Hoàng Yên diễn lại tất cả những gì ông Võ Hoàng Yên đã từng diễn, để minh chứng rằng Nguyễn Phương Hằng tôi nói đúng hay không. Không thôi là quan cho ông ấy. Đấy, đó là một cuộc chơi rất sạch, rất văn hóa. Quý vị đồng ý không?
Thưa quý vị và các bạn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn, tình người sẽ rộng lượng và bao dung hơn nếu chúng ta dám sống vì nhau, sống có ích cho đời, cho người. Những gì vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng đang làm không nằm ngoài mục đích cứu người, giúp người trước những cám dỗ và lừa lọc của thần y tự phong danh hiệu cùng nhóm người của ông ta nhằm trục lợi cá nhân. Chuyện về cái thiện luôn thắng cái ác, cái xấu, giờ đây không chỉ là trong chuyện ngụ ngôn cổ tích, mà nó đang hiện hữu, được xã hội ủng hộ, được những người dung cảm, giàu lòng nhân ái, đang ngày đêm vun đắp để cái xấu không còn cơ hội tái diễn. Cái đẹp tình người bao dung luôn hiện hữu cho hôm nay, cho ngày mai và cho cả tương lai thế hệ con cháu học tập và phát huy.